Lịch sử ngành bán lẻ đã sang trang mới khi Amazon thay Walmart thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các bạn. Hôm nay, làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn câu chuyện đối đầu của Amazon và Walmart. Alibaba, nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc, vẫn là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Nhưng nếu xét thị phần bên ngoài đất nước đông dân nhất này, thì Amazon hiện đang đứng đầu. Được thúc đẩy một phần bởi nhu cầu tăng cao trong thời kỳ đại dịch, người tiêu dùng đã chi hơn 610 tỷ đô la để mua sắm trên Amazon trong 12 tháng. Năm tài khóa kết thúc vào tháng 6. Trong khi đó, hôm thứ Ba, ngày 18 tháng 8, Walmart đã công bố doanh số 566 tỷ đô la trong 12 tháng kết thúc vào tháng 7. Như vậy, Amazon đã soán ngôi một trong những công ty bán lẻ thành công nhất và đáng sợ nhất trong những thập kỷ gần đây. Walmart nổi tiếng với mô hình bán lẻ tối ưu hóa chi phí giúp giảm sâu giá sản phẩm, cách giúp họ đủ sức đánh bại các đối thủ lâu nay. Nhưng ngay cả với tất cả hiệu quả và sức mạnh đó, Internet ngày càng thống trị môi trường bán lẻ. Và không có một công ty nào tận dụng điều đó tốt hơn Amazon. Việc giao hàng đến tận cửa nhà trong một hoặc hai ngày với nhiều sự lựa chọn đã thu hút khách hàng đến với mua sắm trực tuyến, khiến họ mua nhiều hơn. Thực tế, xu hướng đó cũng đã đưa nhà sáng lập Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới. Doanh thu của Walmart đã tăng 24 tỷ đô trong năm ngoái. Nhưng trong khoảng thời gian gần như cùng kỳ, tổng giá trị hàng hóa mà mọi người mua trên Amazon đã tăng gần 200 tỷ đô la, theo ước tính của các nhà phân tích. Và khi Amazon bước lên ngôi thống trị, người ta cũng bắt đầu dò xét họ kỹ hơn. Công ty đã bắt đầu nhận được nhiều lời phàn nàn về cách đối xử với người lao động, tác động đến nền kinh tế địa phương và quốc gia. Điều đó tương tự những gì Walmart phải đối mặt trong thời kỳ mở rộng lớn nhất hơn thập kỷ trước. Con sói đáng sợ nhất giờ là Amazon. Barbara Kane, giáo sư marketing tại trường kinh doanh Washington của Đại học Pennsylvania, bình luận: những năm 1940, chuỗi tạp hóa A&P dẫn đầu ngành bán lẻ Mỹ. Đầu những năm 1960, Sears vượt mặt chuỗi này nhờ những người mua sắm trung lưu ở vùng ngoại ô và mở rộng mô hình cửa hàng bách hóa, sau đó là Walmart lên ngôi. Năm 1962, Sam Walton thành lập công ty bán lẻ tại Arkansas. Ông Walton có một niềm đam mê thực sự, một số người nói là ám ảnh để chiến thắng. Ông viết trong cuốn tự truyện của mình, ông đã bán rất nhiều loại sản phẩm với giá thấp, bao gồm cả thực phẩm tươi sống. Nhưng sự đổi mới thực sự của ông là xây dựng một mạng lưới hậu cần rộng lớn, hoạt động với độ chính xác và hiệu quả đến mức nó đã đánh bại nhiều đối thủ. Đến năm 1990, Walmart đã vượt qua Sears và sau đó họ tiếp tục mở hàng nghìn cửa hàng và mua lại các nhà bán lẻ khác trên toàn thế giới. Cũng giống như Walton, thành lập Walmart khi Sears đang lên ngôi. Bezos thành lập Amazon vào đầu những năm 1990, khi Walmart là vua. Amazon đã đi lên một phần vì họ cho phép người bán bên thứ ba mở cửa hàng trên nền tảng, cùng với các mặt hàng mà chính công ty kinh doanh. Cách làm này giúp tăng đáng kể độ phong phú hàng hóa. Gần 2 triệu người bán cung cấp các sản phẩm trên Amazon và họ chiếm 56% các mặt hàng được bán. Nhưng mô hình này khiến việc xác định tầm ảnh hưởng thực sự của Amazon trong ngành bán lẻ trở nên khó khăn hơn. Công ty chỉ nắm bắt và báo cáo các khoản phí mà họ tính cho người bán, vận chuyển và tiếp thị hàng hóa của họ, chứ không phải là tổng số tiền chảy qua hoạt động kinh doanh. Mô hình này mang lại nhiều lợi nhuận hơn nhưng tạo ra ít doanh thu hơn. Trong 12 tháng qua, Amazon báo cáo tổng doanh thu bán lẻ là 390 tỷ đô. Nhưng tổng doanh thu, doanh số bán sản phẩm, bao gồm cả sản phẩm giao dịch của bên thứ ba, cao hơn gần 60%, theo ước tính của các nhà phân tích. Amazon không thường xuyên tiết lộ tổng giá trị hàng hóa của mình. Nhưng vào năm 2019, đối mặt với áp lực chống độc quyền, ông Bezos đã chia sẻ con số khi đó là 277 tỷ đô la, như một cách
để cho thấy rằng người bán bên thứ ba đang tăng trưởng nhanh hơn so với việc kinh doanh trực tiếp của Amazon. Khi Bezos điều trần trước Quốc hội Mỹ vào mùa hè năm ngoái, ông đã chỉ Walmart như là một bằng chứng cho thấy ngành bán lẻ vẫn còn cạnh tranh. Chúng tôi cạnh tranh với những đối thủ lớn có tên tuổi như là Target, Costco, Kroger và dĩ nhiên là Walmart. Ông nói, một công ty có quy mô lớn gấp đôi Amazon có lẽ là đề cập đến doanh thu của Walmart. Walmart vẫn là nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất nước Mỹ với 1,6 triệu lao động. Riêng ở Mỹ thì họ cũng có doanh số cao hơn so với Amazon. Mặc dù JP Morgan ước tính rằng Amazon sẽ vượt qua Walmart ở Mỹ vào năm tới. Trong thời kỳ đại dịch, Walmart sử dụng các cửa hàng của mình như các trung tâm phân phối nhỏ, nơi người mua sắm lái xe đến nhận hàng, một cách ít tốn kém hơn nhiều so với đặt mua và chờ giao tận nhà. Walmart sẽ dự kiến đạt 75 tỷ đô la doanh số bán trực tuyến trong năm nay. Video này đã chia sẻ cho bạn biết hành trình chiếm ngôi vương bán lẻ vốn thuộc về Walmart của đế chế Amazon. Nếu thấy video này mang đến thông tin hữu ích, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Bạn đang áp lực khi phụ trách marketing, tạo số cho sale. Bạn đang tìm kiếm hướng phát triển bán hàng mới. Bạn đang gặp vấn đề trong đòn bẩy mối quan hệ khi làm ăn. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin giới thiệu đến bạn bộ sách Đỉnh Cao Marketing, Bán Hàng, Kết Nối Thời Đại Số, Bí Quyết Sinh Tồn Để Trở Thành Nhà Kinh Doanh Xuất Sắc. Để tìm hiểu thêm về bộ sách, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.